Sau cuối, tôi cũng biết là mình khó lòng hiểu hết cuộc đời mẹ. Cách mà mẹ tôi đã sống mạnh mẽ như một người đàn ông trong cái lúc yếu mềm của người phụ nữ đã cho tôi nhận thức rõ ràng rằng việc dám sống một cuộc đời ngoan cường và bản lĩnh hoàn toàn không phải là một điều phụ thuộc vào giới tính. Đó là cảm nhận của chính tác giả Takeshi Moriya về mẹ của mình. Với 100 câu hỏi ngắn, bộc bạch toàn bộ câu chuyện về người mẹ, về tình mẹ, về những điều bà đã trải qua khó khăn như thế nào từ khi tác giả còn rất nhỏ cho tới khi ông là cha của hai đứa trẻ. Takeshi Moriya tốt nghiệp khoa điện ảnh trường cao đẳng nghệ thuật Nihon. Ông đã tham gia sản xuất rất nhiều phim truyền hình nhiều tập của đài truyền hình Fuji TV. Sau đó, ông thành lập công ty cổ phần Upmovie chuyên sản xuất phim điện ảnh và phim truyền hình. Cuộc sống luôn tiềm ẩn những điều khó khăn, đôi khi khó đến mức chúng ta chỉ một mực muốn trốn chạy. Nhưng mẹ tôi thì chưa bao giờ lẩn tránh. Bà đã cố gắng vượt qua tất cả bằng nỗ lực của chính mình, đôi khi đến mức bướng bỉnh và kiêng gan, theo cái cách mà một lần bà từng nói, khi chứng kiến việc tôi đang bị mắc kẹt trong một khúc mắc và phiền muộn của việc làm cha. Con việc gì băn khoăn lo sợ chứ? Con cứ là con cứ sống với chính mình là được. Cuộc phỏng vấn giữa hai mẹ con với 100 câu hỏi, con hỏi, mẹ đáp. Đâu thể gói gọn hết tình mẫu tử trong 100 câu hỏi ngắn đó. Chính tác giả cũng thừa nhận rằng, chỉ cần viết lại những câu hỏi có sẵn trong ký ức của tôi thì cũng đã dễ dàng vượt qua con số 100 rồi. Xen lẫn những câu hỏi là lời tự truyện tác giả kể về cuộc sống hiện tại, bận rộn của mình, về hồi ức của ông, những lần hiếm hoi được bên cạnh mẹ và cả những điều ông chưa làm tròn trách nhiệm với vai trò một người cha của hai đứa con. Ai cũng nhờ mẹ mà được sinh ra, chúng ta đều có mặt trên đời theo cách ấy. Không có gì có thể phủ nhận được điều này. Người con nào mà chẳng mong muốn được kết nối sâu sắc và thấu hiểu tường tận về người đã sinh ra mình. Tuy vậy, sự thật là chúng ta sẽ khó mà mường tượng được lý do mình có mặt trên đời cũng như cuộc sống của mẹ trước khi mình sinh ra. Khi vai trò của một người cha bị mờ nhạt thì bắt buộc người mẹ lúc này chính thức trở thành người cha đúng nghĩa. Vừa làm mẹ, vừa làm cha, mẹ của Takeshi Moriya không phải ngoại lệ. Bà vượt qua nhiều mất mát, nhiều nỗi đau, nỗi buồn, đặc biệt là việc bà phải xa các con nhỏ của mình để tìm cách trang trải cuộc sống sau ly hôn. Ít nhiều, ai cũng có thể cảm nhận được nỗi lòng của một người mẹ phải xa đứa con thơ, nhớ nhớ, lo lo, và là cả tình thương. Thường tuổi nhỏ không được hưởng trọn tình cha, nay lại phải xa mẹ nữa. Người làm mẹ, ai không xót cơ chứ? Có lần cô giáo gọi con là cậu bé mau nước mắt và nói với mẹ, chắc là cháu nó rất buồn khi phải sống xa mẹ. Mỗi lần mẹ về thăm, rồi lại ra đi, bao giờ cũng ra tiễn và đứng vẫy mãi đằng sau chiếc xe đưa mẹ đi. Mẹ nghĩ là con cũng hạnh phúc vì được ông bà thương yêu, nhưng quả thật, mẹ cũng muốn có con ở gần bên mẹ. Cuộc sống của tác giả thay đổi rất nhiều từ những lần mẹ ông đi bước nữa. Cũng không thể trách mẹ được, vì chính bà cũng không thể một mình đảm nhiệm hết công việc của một người làm cha mà vẫn làm tròn trách nhiệm của một người làm mẹ. Bà chẳng thể mãi gồng mình như trước kia, bà phải lựa chọn cách sống vì sự sinh tồn của chính bà và hai đứa con. Với hai lần tái hôn của mẹ, nhưng thực chất tác giả được sống cùng với 4 người bố. Điều đó cũng đã đủ làm cho quá trình trưởng thành của một đứa trẻ đến sớm hơn so với tuổi. Là anh cả, có thêm một cậu em trai, ông biết rằng mình cần phải mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình ngay từ khi còn nhỏ. Sống gai góc tuy có đôi lúc yếu mềm, nhưng ông luôn là niềm tin của mẹ, là chỗ dựa tinh thần cho bà. Cũng bởi quá tự lập nên công việc như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông, khiến ông tự nhận xét mình là một người mụ mị trong công việc và là một người cha thiếu trách nhiệm với con cái. Đến mức, con gái lớn của ông có 20 năm sống cùng bố, mà dường như sự xuất hiện của ông trong cuộc đời con mình không có là bao.
Sau cuộc phỏng vấn, ông càng nhận thấy rõ hơn, mẹ ông quả thật rất kiên cường, bà luôn kề vai sát cánh bên ông, dù cả khi ông đã có gia đình, như một người bạn, một chuyên gia tâm lý cho những kẻ cùng công việc. Không biết xử lý như thế nào khi con trai ốm, hay cả việc ông bỗng nổi lên cảm giác muốn ly hôn sau khi bất đồng quan điểm với vợ. Mặc dù công việc gia đình một tay ông chăm lo, nhưng cuối cùng điều ông chọn vẫn là gia đình. Sau cuối, tôi cũng biết là mình khó lòng hiểu hết cuộc đời mẹ. Cách mà mẹ tôi đã sống mạnh mẽ như một người đàn ông trong cái lốt yếu mềm của người phụ nữ đã cho tôi nhận thức rõ ràng rằng việc dám sống một cuộc đời ngoan cường và bản lĩnh hoàn toàn không phải là điều phụ thuộc vào giới tính. Cuộc sống bận rộn cuốn con người ta quên mất mình đang có gì và mất những gì. Hỡi ai đang có gia đình mà hoặc chỉ là những người quan tâm, yêu thương mình thì hãy san sẻ quỹ thời gian đó cho người thân yêu của mình nhé.